Ngày 20 tháng 7, Hội đồng nhân dân quận Ca Răng cũng đã khai mạc kỳ họp lần thứ 10, tham dự có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Sử, Bí thư quận ủy Ca Răng. Nổi bật trong 6 tháng qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng Công nghiệp xây dựng chiếm 54,9%, thương mại dịch vụ chiếm 44,53%, giá trị sản xuất các lĩnh vực đều đạt trên 50%, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,26% trên 92,45%. Trong phiên họp chiều nay, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân quận đối với ông lê đức toàn miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân quận đối với ông châu minh hải do nhận nhiệm vụ mới đồng thời bầu ông dương công khanh giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân quận bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân đối với ông lê vũ phương